Thì Dương xin kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Thưa quý vị, là phải nói là Thùy Dương rất là thích thú. Mãi ngày hôm nay mới được phỏng vấn một người chị mà từ trước đến nay thì Thùy Dương đã có dịp làm quen cũng như là biết chị rất là nhiều. Xin quý vị hãy tiếp chuyện với nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Tôi đã bắt đầu sự sống từ điểm chết, từ điểm chết, từ con sông ngất cao chìm xuống trên đầu, chìm xuống trên đầu, chìm xuống trên đầu. Con thuyền vỡ, tình người la, tình khóc thét, tình người la. Con thuyền vỡ, nước dâng cao, thuyền chìm, người chìm, thuyền chìm, người chìm. Mất hút trong đêm vô cùng, mất hút trong đêm vô cùng. Thank you, Thùy Dương, chị chào em. Và kính thưa quý vị, Lâm Thúy Vân xin gửi lời thân ái chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Asia Channel. Phải nói beautiful host Thùy Dương. Beautiful host Lâm Thúy Vân. Phải nói với quý vị, phải chia sẻ, Thùy Dương cũng phải chia sẻ cùng quý vị là ngày hôm nay là đây là một trong những cái chương trình phỏng vấn mà hai chị em mình là ít sự chuẩn bị nhiều nhất, là bởi vì Thùy Dương với chị Lâm Thúy Vân thì rất là comfortable with each other. Em còn nhớ đó, thưa quý vị, là lần đầu tiên mà Thùy Dương được đến với trung tâm Asia thì em còn nhớ là hồi đó đó, em lên là special guest. Thì Thùy Dương lớn lên ở bên Úc có một cô bạn tên là Mỹ Linh mà cô yêu tiếng hát của Lâm Thúy Vân. Yêu của Lâm Thúy Vân. Mà khi mà Thùy Dương được đến với cái chương trình đó, gặp được chị đó, là em nhờ chị đưa phone ngay sang chị Lâm Thúy Vân, chị chào cô chị nói chuyện với cô bạn của em một tí được không. Thế là Thùy Dương gọi về sang bên Úc, rồi Thùy Dương đưa phone cho chị Lâm Thúy Vân, rồi chị Lâm Thúy Vân cũng như là you got on the phone, it's like hello it's Lâm Thúy Vân. That was sweet. Lúc nào cũng Thùy Dương cũng nhớ cái kỷ niệm đó với chị Vân. Dạ, yeah. Chị nghĩ sao về những quý khán giả đã yêu chị mà bao nhiêu năm nay rồi? Thùy Dương biết không, đây là một cái mà chị nghĩ là hình như là ca sĩ nào cũng vậy. Đây là một cái điều mà diễm phúc cũng như là Thượng Đế đã cho. Sống cuộc đời thì chị nghĩ ai cũng vậy, không có phải là ca sĩ, một người bình thường cũng thích có nhiều bạn. Và đi đâu mình cũng có bạn bè ủng hộ mình, chia sẻ với mình. Và Lâm Thúy Vân nghĩ là cái mà Lâm Thúy Vân quý nhất là khán giả của Lâm Thúy Vân. Đây là không phải là chỉ có khán giả không, nghe Thúy Vân hát không, mà coi giống như là grow up và trưởng thành cùng với Lâm Thúy Vân trong suốt thời gian không biết chắc 20 năm nay. Vui có, buồn có. Đây là một diễm phúc mà chị cảm thấy chị Thượng Đế đã cho chị. Cái bí quyết là cái gì vậy chị? Để một người ca sĩ được đứng trên sân khấu mà được giữ cái fan base của mình bao nhiêu năm như thế vậy, chị có cái bí quyết gì không chị chia sẻ? Thật sự ra chị là con người ít bí quyết nhiều nhất. Em hỏi lộn người rồi. Là tại vì chị thích làm việc theo cái comfort zone, có nghĩa là cái thoải mái của mình. Thoải mái của mình. Làm việc với những người mình cảm thấy mình thoải mái. Mình có thể làm người mình. Mình không phải để lên một cái phong gì hết. Để kiểu giống như là nén lại, hoặc là mình cứ thoải mái với người ta thì mình làm việc sẽ tốt hơn. Thì giống như khán giả cũng vậy, đôi lúc chị, con người chị thì phá phách, nếu mà ai thân lắm thì biết là chị cũng không có phải nghiêm. Nhưng mà quý vị biết không, đó chị Vân là mới là chia sẻ là như thế vậy, cho nên là khi mà mình mới bắt đầu chương trình là Thùy Dương cũng hơi phá phách một tí. Em thấy chị serious quá, em cũng hơi bị khớp. I'm like where is she, where is the... Thì em cũng biết đó, kính thưa quý vị, Lâm Thúy Vân cũng phá phách lắm. Hết với lại anh chị em nghệ sĩ cũng như là anh Trúc Hồ hay chị Thi Vân, những người mình làm việc chung, thì khi mà mình đi hát thì mình cũng mới lúc đầu thì mình cũng không dám phá phách lắm, hơi shy một tí, coi như là giả vờ. Nhưng mà thật sự ra những cái khán giả của Lâm Thúy Vân, trước hết là Thúy Vân rất là muốn chia sẻ. Chẳng hạn như bây giờ Facebook rất là thịnh hành,
lâu lâu thỉnh thoảng Thúy Vân lên đọc những người, những lời nhắn tin, không biết sao nhưng mà rất là có nhiều khán giả tâm sự, có thể thấy là gần gũi với chị. Nghĩ là những gì chị khuyên hay là cũng muốn nghe cái lời khuyên của chị, nhưng mà quý vị ơi, Lâm Thúy Vân cũng không có dám muốn khuyên ai tại vì chính mình giữ mình còn chưa xong thì làm sao mà dám. Nhưng mà mình có thể làm một người bạn bằng cái cách ngồi để nghe, hoặc là mình nghe bạn mình nói nhiều hơn, thì trong đó đó mình chia sẻ cái tình thương với nhau. Thì nếu mà một người nghệ sĩ, Thúy Vân nghĩ bí quyết thì không phải là bí quyết, nhưng mà nếu mình làm bản thân mình thì cùng lắm là quý vị một là thương, hai là không thương thôi, nhưng mà chứng tỏ là cái đó là mình. Yes, thì mình sẽ thoải mái hơn, và cái người đối diện với mình, người bạn của mình hay là một người fan của mình sẽ thấy comfortable, thấy thoải mái hơn nhiều. Và đó là cái bí quyết mà để giữ được sự ưu ái của fans của Lâm Thúy Vân từ trước đến nay. Em phải có một số những cái câu nói mà chị mới nói đó, Thùy Dương muốn chia sẻ với quý vị là Thùy Dương nhớ là khi xưa mà khi mỗi lần mà Thùy Dương bay tới Cali để thu hình cho trung tâm Asia, là khi xưa là Thùy Dương ở Washington DC, bay tới Cali thì lúc nào cũng là ở chung phòng hotel room với chị Lâm Thúy Vân. Là tại vì lúc đó Lâm Thúy Vân cũng ở từ bang xa ở South Carolina. South Carolina. Mà thật sự ra là mỗi người là một cái phòng hotel lận, nhưng mà tại vì chị Vân đó là chị nổi tiếng là sợ ma, cho nên là lúc nào chị cũng thôi em, mình xin một cái phòng mà hai cái giường rồi hai chị em mình chung với nhau đi. Thì cái đó là cái kỷ niệm đầu tiên. Nhưng mà một cái kỷ niệm khác nữa đó là lúc nào thì Dương cũng thấy là chị Lâm Thúy Vân đang ở trên cái laptop của mình, và email cũng như là trả lời thơ của những fans của Lâm Thúy Vân gửi tới. Cho nên là đó, em lúc nào cũng nhớ cái ấn tượng đó khi mà nghĩ tới nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Lúc đầu thì cho chị xin nói là lúc đầu, lúc mà mình bước ra đó thì mình gặp nhiều fan quá, mới ra nghề thì gặp nhiều fan quá, mình không biết là mình phải như phản thế nào. Như thế nào. Nhưng mà thật sự ra bây giờ, sau khi hát 20 năm, chị cảm thấy đó là những người mà rất là gần với mình. Tuy một năm mình gặp khán giả của mình không có được nhiều lần, 2-3 lần là maximum, nhưng mà chị feel giống như là mình có thể, mình biết nhau đã lâu trong suốt bao nhiêu thời gian trải qua. Vâng. Yeah. Em khi mà chị nói vậy thì làm cho Thùy Dương cũng suy nghĩ là thật sự ra đối với Thùy Dương đó thì chẳng hạn như Facebook đó, trong thời gian gần đây thì em cũng không có biết là, tại vì cái Facebook này là private, là của mình với những người bạn của mình thôi. Nhưng mà sau này thì fans tìm được cái hộp Facebook của mình thì cũng xin là cho làm bạn. Thì em cũng không có biết là như thế nào, tại vì mình cũng không có biết là mình có cần phải có một cái đường giữa cái cuộc sống riêng tư của mình cũng như là cái cuộc sống trên sân khấu. Nhưng mà khi mà nghe chị Lâm Thúy Vân chia sẻ là đối với fans mình cũng cố gắng tìm bạn, làm bạn giống như là ở ngoài đời, thì chắc bây giờ nghe chị nói như vậy em cũng phải take your advice. Không, là tại vì chị cảm thấy nó vui lắm, nó vui vẻ, và mình mình cũng thật sự là giống như fan thôi. Người và người ai cũng giống nhau cả, có vui có buồn. Thì mình đem cái niềm vui của mình chia sẻ, thì mình cũng giống như đem cái niềm buồn của mình chia sẻ được. Và khi mà mình buồn, mình có bạn mình nghe thì mình vẫn cảm thấy mình đỡ buồn hơn chứ. Dạ. Đúng không? Thì chị cảm thấy là đa số những người fan của chị là người bạn của chị. Em thì em mắc cỡ hơn một tí, nghĩa là quý vị thấy Thùy Dương ở trên sân khấu kiểu như là nói chuyện rồi làm MC phải nói, làm MC không nói làm sao được. Nhưng mà ngoài đời thật thì em có vẻ là một người nội tâm hơn tí. You know, I'm a little bit more shy, it takes me a little while. Em phải mất một thời gian Thùy Dương mới làm quen với comfortable. Mình không phải là mình nói ra hết, nhưng mà tùy theo. Cái này là cái duyên của cái tình bạn, là giống như là có thân hay là không. Giống như bây giờ chị em mình hát cho một cái trung tâm, dĩ nhiên chị với Thùy Dương thì mình thân rồi, chị với lại Ánh Minh hay là Thiên Kim hay là ai gì đó, mỗi người có một tính, thì cái duyên, cái tình bạn đó, coi cái duyên của nó mạnh như thế nào thôi. Chứ thật sự ra làm người có bạn nhiều vẫn là tốt. Vẫn là tốt. Vâng, và thưa quý vị, một lát nữa đó, khi mà chúng ta trở lại với chương trình đó, thì Thùy Dương và Lâm Thúy Vân sẽ đề cập đến một cái vấn đề khác mà Thùy Dương biết là quý khán giả theo dõi rất là nhiều đối với Lâm Thúy Vân, đó là hành trình đi tìm tình yêu
của Lâm Thúy Vân. Sau đây thì Dương xin quý vị hãy theo dõi một số những tin tức thương mại và sẽ trở lại với nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Một lần nữa thì Dương xin chào đón quý vị lại với chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Thì Dương đang được trò chuyện với một người ca sĩ, một người bạn đồng nghiệp, nhưng mà quan trọng nhất là một người chị, Lâm Thúy Vân. Chị chào em, Thúy Dương. Chị chào em. Bây giờ đó, lúc nãy đó chúng ta có đề cập tới đó chị Vân về vấn đề hành trình đi tìm tình yêu của Lâm Thúy Vân. Ồ, chị không tìm nữa rồi. Bây giờ mình đến đoạn nào rồi ta? Mình đi hành trình gì khác đi chứ tình yêu là chị bị Christine xa một lần rồi nên chị không có. Bây giờ chị thật sự ra mà tình yêu là gì ta? Tình yêu là yêu một người và mong người đó yêu mình lại như là mình yêu người đó. À hả? Một lần nữa, duyên. 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 Duyên đó tới chưa? Chưa tới, sắp tới rồi. Thật sự ra đó, anh Trúc Hồ, ảnh có nói chị một câu. Mà cái ông anh này của chị đó, chị lớn lên 20 năm với anh. Giống như là nghe lời ảnh khuyên, nghe lời ảnh dạy bảo là bao nhiêu cái tâm sự ở trong đó. Ảnh có nói một câu: ai thương mình thì mình cứ thương lại, chứ không là mình có tội, đúng không? Nhưng mà cái đó là ảnh là phái nam, không sao. Lúc đó ảnh chưa lấy chị Diệu Quyên chắc có thể. Còn mình là phái nữ, nếu mà mình yêu như vậy thì mình yêu nhiều quá không? Đó là không tốt cho Thùy Dương thấy làm không, sao, tại sao không nên. Tùy theo chị ạ. Nhưng mà quý vị ơi, tình yêu là như thế đó. Có thể là phái nữ khi yêu khó quên hơn hả? Khó quên hơn chứ. Khó quên hơn. Bởi vì nhớ hoài. Bởi vì mình khó quên người đó nên mình không có thể nào mà bước đi được, hay là bước đi tới một người khác. Bây giờ mình không có nói về tình yêu nữa thưa quý vị. Bây giờ mình nói về sự nghiệp đi. Trong thời gian gần đây thì quý khán thính giả cũng biết là Lâm Thúy Vân đã đảm trách chương trình Lâm Thúy Vân Show. Và em có biết là chị cũng đã có tâm sự với chị Tâm Đoan về cái chương trình Lâm Thúy Vân Show. Nhưng mà bây giờ đó, sau một thời gian trong vai trò là một người host của chương trình của chính của mình, thì chị có cảm thấy là bây giờ chị đã đến một cái nơi mà chị cảm thấy thoải mái hơn, comfortable hơn, hay là chị vẫn thấy đây là một cái sự thử thách đối với chị? Thực sự đây là, chị phải nói là không phải là một thử thách mà một cái cơ hội để chị gần gũi khán giả của chị hơn. Tại vì những người mà lên chương trình của chị là đa số là những người email vô cho chị để kiểu giống như chia sẻ cuộc đời của họ và cái khó khăn. Thì chị coi theo xem sao về cái hoàn cảnh của họ, rồi chị mới mời họ lên show. Thì đây là một cách để cho chị có thể giúp. Chị dĩ nhiên chị sẽ không giúp được hết. Chị chỉ giúp được với cái khả năng của chị là giúp làm sao cho cộng đồng Việt Nam mình những cái issue, những cái đề tài mà thường thường không ai nói đến. Chị cảm thấy khi mà mình nói đến những cái đề tài đó thì dù sao đi nữa, khi mình cứ tiếp tục nói đem nó lên, khơi nó lên với con cái nhà mình, hoặc là vợ chồng ở nhà, hoặc là gia đình, thì chúng ta sẽ có một cái giải đáp, có một cái chút ít nào đó giúp cho về cái problem đó. Thì chị dựa theo kinh nghiệm của chính bản thân gia đình của chị, bố mẹ chị, mấy đứa em chị, cũng như là những cái cuộc tình chị trải qua, để khơi lên những cái đề tài mà có thể giúp ích cho người xem, cũng giống như là chia sẻ với họ, là cho họ biết là không phải chỉ có một mình họ là bị như vậy, mà hoàn như là 80-mấy% của những người sống trên thế gian này đang và sẽ bị như vậy. Thì cái đó là không có phải là một cái gì xấu xa,
mà coi cái đó giống như là một cái chia sẻ với nhau để chúng ta có thể giải đáp được câu trả lời và giúp cho thế hệ sau. That's beautiful, thank you chị đã chia sẻ. Đối với Thùy Dương đó, thưa quý vị, khi mà em nói về cái thử thách đó thì thật tự ra, tại vì em thấy là khi mà mình đứng trên sân khấu, mà từ đứng trên sân khấu đến điều khiển chương trình của một cái talk show, của một cái host, thì em thấy nó cũng, đối với em thì nó cũng hơi khó khăn, nó cũng có những cái thử thách riêng với em, cho nên em không có biết là chị có chia sẻ cái này hay không. Nhưng mà tất nhiên là đề tài của show của Lâm Thúy Vân thì Thùy Dương thấy là quý khán giả cũng rất là thích, và càng ngày những cái issues mà chị chia sẻ cùng quý vị đã làm cho, phải nói là, cộng đồng của chúng ta gần gũi với nhau hơn, cũng như là em cảm thấy là để cho mọi người hiểu nhau hơn trong cái chị cuộc sống. Chị mong sao người Việt chúng ta sống ở khắp nơi đoàn kết và thương nhau nhiều hơn. Tại vì tuy chị là con Lai, chị cũng Lai Pakistan thì quý vị cũng biết đó, nhưng mà không biết tại sao luôn luôn chị nói với mẹ chị, mẹ ơi, mà chị nói cái này chị sợ bố chị buồn, cái máu của con là hai dòng máu, nhưng mà tại sao con không biết tại sao cái chiều hướng của con đi về nước Việt Nam nhiều hơn. Thì cái đó là thành thật vậy, chị cùng chia sẻ với Thùy Dương và cũng như là khán giả. Vâng, và chị Lâm Thúy Vân, bây giờ chúng ta quay lại với một trong những cái đề tài khác, thưa quý vị, là trong thời gian gần đây thì Trung tâm Asia cũng đã thu hình và phát hành cuốn Asia DVD Golden số 1 với chủ đề Anh Bằng, dòng nhạc lưu vong. Và trong cái chương trình này, thưa quý vị, Lâm Thúy Vân có hát một bài hát với tựa đề Kể Chuyện Đêm Vô Cùng, rất là cảm động. Và sau khi mà chị Lâm Thúy Vân đã hoàn tất cái màn trình diễn của mình thì chị có xuống vào đằng sau hội trường và có nói với, em thấy chị có chia sẻ, ngày hôm đó em nhớ chị có chia sẻ với em và chị nói là chị rất là yêu cái bài hát này của chị và chị rất là hài lòng với cái màn trình diễn của mình. Lâm Thúy Vân có thể chia sẻ. Kính thưa quý vị, cũng như là Thùy Dương, khi mà anh Trúc Hồ gửi cái bài này là bài hát mới toanh của nhạc sĩ Anh Bằng, thì ông viết cái bài này nói về là những người Việt Nam chúng ta vượt biển trong cái thời vượt biên, thuyền chìm, người chìm, cái sự mà trao đổi, mà sống chết trên biển để tìm được hai chữ tự do. Thì khi mà nói bây giờ, Lâm Thúy Vân vẫn còn nổi da gà là tại vì không biết sao Vân chưa có bao giờ vượt biển. Nhưng mà nghĩ tới vượt biển là mình thương và mình đau xót vô cùng. Tại vì đây là một cái sự trao đổi lớn lao về một người mà muốn đi tìm tự do, mà phải hy sinh 50-50 chết sống trên biển. Thì khi mà hát cái bài này đó thì không biết là phải hát làm thế nào, hát làm sao, tại vì một cái bài mới rất là khó hát. Thì khi mà đọc cái lời này, kính thưa quý vị, thì Thúy Vân cảm giác như là những người này là vượt biển và trên thuyền đã chết hết. Thuyền chìm thì ai cũng chết hết rồi, không còn ai sống sót. Thì làm sao? Nên Thúy Vân tưởng tượng như Thúy Vân là một trong những người đó đã chết đi vì muốn tìm được tự do và sống lại với một cái linh hồn để kể chuyện đã xảy ra trong đêm đó như thế nào. Thì khi mà chị hát cái bài đấy thì chị tưởng tượng chị là một cái linh hồn mà kể lại cái câu chuyện này, chứ không phải là một người sống sót mà kể. Vâng, và thưa quý vị, là xin quý vị hãy đón xem màn trình diễn của Lâm Thúy Vân trong nhạc phẩm Kể Chuyện Đêm Vô Cùng của cuốn DVD Anh Bằng, dòng nhạc lưu vong. Từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng trò chuyện cũng khá nhiều và em rất là cảm ơn chị đã đến với chương trình, đã rất là vui. I've had a great time in this interview. Thank you. I've learned. Always a pleasure with you, Thùy Dương. Thùy Dương đã học hỏi được rất là nhiều qua những lời nói của Lâm Thúy Vân cũng như là những lời chia sẻ của chị đối với fans cũng như là đối với việc làm của chị trong vai trò là một người host. Thì bây giờ đó, trước khi chúng ta rời màn hình, có thể là Lâm Thúy Vân có một lần nữa chia sẻ đối với các fans của chị, và ngoài ra thì cũng mời quý vị đến với chương trình Anh Bằng. Kính thưa quý vị, Lâm Thúy Vân trước hết á, thì Lâm Thúy Vân cũng tiếp nhiều cuộc phỏng vấn, interview rồi, thì lần nào cũng vậy, một lần nữa Lâm Thúy Vân muốn nhắc nhở cùng quý vị là cái lòng yêu thương
của Lâm Thúy Vân đến với quý vị rất là lớn và rất là cảm kích và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn không ngừng ủng hộ cho Lâm Thúy Vân. Và cũng như là về cái talk show mới của Lâm Thúy Vân Talk Show, thì hy vọng là quý vị xem đây là một chia sẻ, và luôn luôn lúc nào muốn có một người bạn mà nghe và ủng hộ hay là cái gì đó đến quý vị thì hãy email cho Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân sẵn sàng ngồi đây chờ đợi quý vị, và cũng giống như là mong quý vị tiếp tục ủng hộ tiếng hát của Lâm Thúy Vân. Vâng, em cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Và thưa quý vị, là như là chị Lâm Thúy Vân cũng đã chia sẻ, vào ngày 22 tháng 4 2011 thì trung tâm Asia phát hành cuốn Asia DVD Anh Bằng Dòng Nhạc Lưu Vong. Thì Dương hy vọng là quý vị sẽ đến với chương trình. Và thưa quý vị, đối với Lâm Thúy Vân thì không những là yêu dòng nhạc của Anh Bằng, mà theo Thùy Dương được biết là vào tháng 9 năm nay thì chị Lâm Thúy Vân và Thùy Dương cũng có dịp đi sang Úc để chia sẻ dòng nhạc của Anh Bằng đối với quý khán thính giả ở bên Úc. Xin hẹn gặp quý vị đang theo dõi mà đang coi ở bên Úc đến với chương trình. Úc tháng 9, đầu tháng 9 là toàn hầu hết là ca sĩ của trung tâm Asia và Thùy Dương và MC Nam Lộc, Việt Dũng và chị Lina Nguyễn sẽ có mặt ở Úc để chào đón quý vị. Mong quý vị đến đông đủ để cùng chung vui với chị em chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và thưa quý vị, một lần nữa Thùy Dương xin cảm ơn chị Lâm Thúy Vân. Thùy Dương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị một ngày thật là hạnh phúc, thật là đẹp bên cạnh những người thương của mình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Thank you and good day. Sáng hôm sau mặt trời lẻ loi, tôi nhìn thấy tôi không nhìn thấy ai. Trên biển đông muôn trùng, không còn thấy ai. Tôi nhìn thấy tôi bắt đầu sự sống, từ cõi chết, từ đêm chết giữa bạn bè bây giờ.